họ ta phải tha thân nữa các bạn, rồi ta phải ghi ra để chúng ta áp dụng những cái quy luật ha, quy luật cấu trúc của cái bài nhạc á, đa số thắng thiểu số ta chọn những cái nốt có không cấu tạo này chúng ta tạo ra, và chúng ta nhớ là trước khi chấm dứt bài nhạc luôn luôn là áp âm và cái đó ha, tìm cái đó ta sẽ tìm cái đó ha. Chứ là một điều nữa, tiết tấu và điệu, tiết điệu rất là quan trọng các bạn. Tiết điệu bolero, cha cha cha, soul vân vân, disco. Disco thì có thể một ô nhịp là hai hợp âm, nhưng mà riêng bolero các bạn thường á một ô nhịp nó chỉ có một hợp âm thôi, và khi mà ta lấy một ô nhịp hai hợp âm thì nó đánh ép vô. Ta phải lưu ý cái tiết điệu nữa, cái tiết điệu nó cũng quyết định quan trọng ha. Bây giờ chúng ta thấy bắt đầu phân tích ha. Hoa lá nở thơm làm đẹp môi, ta lấy nè rê này ha, fa là rê fa ha, là rê fa. Như vậy thì cái nó si này là cái gì? Nó si nè, nhịp 1, nhịp 2 ha, nhịp 3, nhịp 1, 2, nhịp 3, cái này ở nhịp 3, nhịp 4. Cái si này đó các bạn, trong đây á nó có chính nhất là âm dẫn thôi, là đa số này là rê fa la, thì ta thấy rằng là cái này là rê trưởng các bạn ha. Ta để cái rê này là rê trưởng. Hoa lá nở thắm nè, hoa lá nở thắm làm đẹp môi hồng. Rồi đáng lẽ đây nó son xí, đáng lẽ ta thấy son đây thì không được các bạn, thành ra cái âm này nó so rê son si ha, rê son si nè ha, son si rê ha, son si rê nè, nghe chưa, son si rê ha. Hoa lá nở thắm xuân đến rồi đây nào ai đó, thấy không? Thì cái này nó có đầy đủ cái nốt của hợp âm son, chúng ta để chữ G đây các bạn ha. Được chưa? Nào ai biết không, à là rê đây các bạn, trở lại ha. Rồi mang những hoài mong, cái bài này chúng ta có thể ta tìm coi, nếu mà chúng ta ghép được hợp âm thứ vô thì được, nó càng hay, nhưng mà phải rất là thận trọng nha, chứ nếu ta ghép bậy bạ là nó sẽ không có hay, nó sẽ bị hư nhịp, là nó hư cái bài nhạc đi ha. Mang những hoài mong đi vào ngày tháng, chỗ này ta phân tích chỗ này ha. Cái này có thể tạm để rê được ha. Bao nhiêu mơ ước đến à, ngay cái hai cái khuôn này là nó chấm dứt bài nhạc rồi các bạn, thành ra chúng ta để la bảy đây ha. Đó. Đó. Tôi chúc rồi tới trở lại ha, ta trở lại và để mùa xuân này về luôn ha. Khi nắng vàng tươi rồi, khi gió nhẹ lay hoa đào nồng thắm, trong khi xuân ấm, chỗ này cũng vậy các bạn ha, đây cũng là la bảy chấm dứt kết thúc bài nhạc, thì đây là chữ rê, là rê trưởng ha. Quá cái này có hai lần qua điệp khúc, thì cái này là son xí các bạn, anh nói son là nó xí nè ha, son xí hay nói ra thì đây là son ha. Tôi à, tôi chúc muôn người đẹp nửa ước muốn ha, chỗ này tôi chúc muôn người được nhiều ước muốn, vẫn là son hết. Non nước vinh quang, ta trở lại cái này là rê các bạn ha, nó la là rê. Cho cô à, trong tia nắng thanh bình, cái này là ta thấy đó là nó có cấu tạo của la đôi thăng mi son này, thấy không, thấy chưa nè, la đó này, bên nó không có la nhưng mà nó đô mi, nó đồ nó mi nè ha, mi với đồ nó mạnh ha, đồ nè, bên đề người anh linh chiến, nó vẫn là la bảy ha, là bề đền làm rơi bên lửa ấm, ta trở về rê các bạn, à thấy chưa, thì cái la bảy nó kéo dài cái phần hai của điệp khúc. Tôi là son ha, chúc muôn yên lành lửa đời khắp chốn, đó là son các bạn, son si rê vẫn là son si rê ha. Rồi mong gió đưa duyên, này là la các bạn ha. Rồi cho cô gái xuân thì là la bảy này, cánh mi này các bạn. Rồi ước nguyện chóng tàn rượu hồng đưa duyên là hết bài này, tức là rê. Vậy thì cái la bảy nó kéo dài tới hai ba khuôn, hai khuôn nhạc nữa ba ha. Rồi chúng ta phải phân tích cái này, và chúng ta phải quan trọng mà khi mà chúng ta đánh, chúng ta nghi cái gì ta đánh lên đờn ha. Tôi à, vậy đó, thấy không, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao chóng tàn rượu hồng đưa duyên. Chúng ta đánh lên cây đờn, so sánh lên cây đờn để tao nghe nha, để cho ta biết nó chắc ăn hơn. Đó rồi cái phần này các bạn, tôi chúc ngày mai ha đều đường xa vời trai gái, này cũng vậy là son các bạn ha, giống lại lúc đầu lứa đôi. Rồi cho bướm vàng bay trên mèo đường mới, vai bên vai, những này là bảy các bạn, đây là la bảy ha, lên khơi rồi trở lại cũng vậy luôn ha, thì đây là la bảy, thì đây là rê.
Cái bài này chúng tôi có làm sẵn cái bài này, làm sẵn rồi ha, làm y như vậy. Thì cái này chúng tôi có thể là thay đổi cái này, cái chỗ này là các bạn có thể mình thay gì mình lấy rê, mình lấy pha thăng thứ, và để chỗ này mi. Nhưng mà cái đó là đề nghị thôi chứ ta không bắt buộc. Cái nào hợp âm với tính chất tương đối, ta đánh như thế này cũng được, đánh như thế này cũng được chẳng hạn như ha. Đón nước vinh quang, ta đánh pha thăng thứ, đón tia nắng thanh bình, thấy không? Nếu mà ở đây là pha thăng thứ thì ở đây là mi thứ các bạn, còn ở đây là rê thứ thì đây là la bảy. Đó là cái màu của âm thanh, thấy không? Thì chúng ta có thể để là rê với la bảy cũng không sao. Còn nếu ta để pha thăng thứ thì đây phải là mi thứ các bạn. Đó là chúng tôi đề nghị thôi. Thật ra cái lối hòa âm nó có thể có nhiều cái thay đổi. Ví dụ như mình hòa âm này, nhưng có những hoạt nhạc sĩ nó giỏi hơn, ta có thể đưa những hợp âm nghịch vô nữa. Sau này chúng ta trong những cái, có những cái tạp chí, chúng ta sẽ đưa những cái chương trình đặc biệt là cảm âm với lại ghi hợp âm một số định kỳ để đưa lên YouTube cho các bạn để tham khảo. Cũng như là tôi cũng học hỏi, các bạn thấy cái gì hay các bạn có thể góp ý chúng tôi, chứ không phải là tôi hay hoàn toàn ha. Mình cố gắng hết sức là các bạn thấy cái gì mà nó hay đẹp, hay cái gì mà các bạn thấy mình có khuyết thì các bạn có thể góp ý cho mình để mình cố gắng phấn đấu cho nó giỏi hơn, chứ không phải là thầy là giỏi hết ha. Thầy cũng giống như mấy em ha, giáo viên cũng phải tự mày mò học hỏi, học hỏi từ trong sách vở, học hỏi nơi bạn bè nữa ha. Đó thì đề nghị khi chúng ta làm hòa âm một bài nhạc ta phải có cái đờn các bạn. Cái đờn ta làm như thế này, hoặc là sau này á chúng ta hay hơn thì chúng ta nghe được cái bài gốc đó, cái đó là ta học hỏi rồi ha. Học hỏi cái bài này nó có sẵn thì người ta đã có hòa âm sẵn rồi, nhưng mà cái mình tự ghi nó thì nó quý hơn ha. Đấy, đây này ta đã hoàn tất cái bài học âm hai thăng. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều ha, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Xin cảm ơn các bạn ở cái dĩ 4. Chào các bạn đến với chương trình học cảm âm. Trong chương trình học cảm này đó thì ta sẽ học cái cảm âm đã có sắp xếp, tức là ta sẽ học cảm âm với từng dĩ một á, thì ta sẽ học cảm âm với lại là một dấu dáng, một dấu thăng. Dĩ hai á thì ta sẽ học một dấu thăng, học hai dấu dáng, hai dấu thăng. Mà dĩ ba này á ta sẽ học là ba dấu dáng và ba dấu thăng. Thì chúng ta có thấy á là chương trình học nó có sắp xếp sẵn, còn cái vấn đề mà sau này chúng ta quen rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ bắt âm, bắt hợp âm nhanh hơn. Thì trước khi mà chúng ta muốn học hợp âm á, bắt cảm âm thì ta phải biết được cấu tạo của hợp âm. Chẳng hạn như bây giờ ta sẽ học được cái hợp âm la trưởng. La trưởng thì nó gồm có những cái nốt nào, cái gam gì, cái hợp âm gì ở trên cái phím đàn ha. Đó là thành phần một số, cái nào thăng, cái nào giáng vân vân. Sau đó ta mới lần lượt ta nghe cái hợp âm, để khi nào mà chúng ta nghe những cái bài nó tương tự giống như là hợp âm la đó thì ta bắt phát hiện được liền. Tại vì sau khi mà phát hiện được á là các bạn phải trambo nó về, bắt được chính xác, trambo nó về liền. Ví dụ như bây giờ đây là âm đô đây, ở đây là đô chẳng hạn, thì la đây cho ta thấy là ví dụ ta lấy la trưởng thì ta phải trừ 3, 1, 2, 3, trừ 3 cái ta đem về đô, ta trừ về để ta đánh cái hợp âm đô cho nó dễ. Và các bạn biết là trong cái đề cả mình bắt hợp âm á, ta phải làm thật là nhanh. Khi mà ta phát hiện ra được hợp âm, ta trambo về và báo cho các bạn đồng trong ban nhạc để biết, để ta xử lý. Tại vì nếu mà trong vòng mười mấy giây thôi, 15 giây hay là 30 giây, ta phải tìm được cái hợp âm của cái ca sĩ ta hát, hay là cái file ta hát, thì chúng ta mới thực hiện được. Còn nếu ta làm chậm quá thì kể như ta thua á. Tại vì cái bài nhạc nó sẽ kéo dài mà ta đánh sai hoài ha. Đó là khi mà biểu diễn thì ta phải tranh thủ để mà báo cho các bạn biết cái tông chính xác. Còn trong vấn đề mình là cảm âm để bắt hợp âm á, để mình ký âm hay là mình soạn intro gì đó thì nó dễ hơn ha. Xin cảm ơn các bạn, cứ là tôi nói một vài lời để các bạn biết ha. Thì hôm nay chúng ta trước khi học nghe cảm âm thì chúng ta sẽ học cái hợp cảm âm ba thăng ba giáng, thì chúng ta sẽ coi là cái hợp âm ba dấu thăng các bạn. Hợp âm ba dấu thăng, ba dấu thăng á thì nó gồm có đô thăng, mới vô là pha thăng các bạn, pha thăng, đô thăng và son thăng. Thì nó sẽ có cái la, nó có nhiều nhiều các bạn. Đây là hợp la trưởng ha, la trưởng thì thấy là la thứ, la thứ là dài ha, la thứ là dài. Còn la trưởng là la đô mi, la đô mi đó ha, ta thấy là ha, đây là la đô mi, thấy không? Có ba dấu thăng, tại vì thế này hợp âm bậc 4 nữa đó, bậc 4 nữa đó, là rê nè. Thì có một dấu thăng nữa là rê thăng, và âm bậc 5 tức là áp âm nó có cái son thăng nữa là cái son thăng, thăng là mi
có là la, đếm lên, la, si, đô, rê, là rê trưởng các bạn. À, rê trưởng. Thì ta có pha thang rồi. À, rê tới mi, mi 7, mi 7 á. Mi 7 á thì ta có mi, son, si, rê ha. Ta có nhóm thang nữa như vậy. Thì hợp âm la trưởng á, nó sẽ có 3 nhóm thang các bạn ha. Nè ha. Đô thang, à, mới vô là pha thang. À, tới, à, đô thang và son thang theo thứ tự. À, vậy đó ha. Thì chúng ta thấy, chúng ta cũng nên chạy mấy cái nốt dùng la. Đây là la ha, la nè. À. Thì ta liên thể đảo. Thế cho ta chạy mấy nó để cho nó quen các bạn ha. Ta lại nè ha. Thì thường khi mà ta muốn quen hợp âm á, ta phải chạy cái nốt các bạn là đô mi ha. Rồi, mi đô la, à, đô mi la đô. Vân vân, ba thể đảo ha. La trưởng nè ha, la trưởng này ba thể đảo 1. Thể đảo 2. À. Ta sẽ nghe trước mắt là tập nghe cái đó ha. Cứ gì? Ta sẽ tập nghe cái hợp âm bậc 4 đó là áp âm, tức là cái hạ áp âm ha. Nha. Rê nè, rê ba ha, rê ba la rồi. Ta làm lại. Ha. À, ta thấy là nó có cái nốt là ha. Là rê ba la rồi. Là rê ha. Đó là hợp âm kế tiếp, mấy cái nốt ta phải nghe. Rồi mi 7 các bạn. Ta làm lại la. Thấy không? Ta làm gì để ta quen cảm âm nè. Thấy không rồi. Chỉ là tôi đánh cái ba hợp âm nó đảo ha. Ta làm lại. Rồi rê.